Sáng nay ngày 1 tháng 6, công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã quyết định truy tìm số lượng lớn vàng bị mất trộm trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại tiệm vàng Sơn Trang thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn do đối tượng Trần Nhật Minh gây ra. Đối tượng Minh đã bị công an Quảng Nam bắt giữ. Theo đó, số lượng vàng cần truy tìm gồm 20 chiếc lắc đeo tay lớn bằng vàng 18K, gồm nhiều kiểu dáng, mỗi chiếc từ 2,5 đến 5 chỉ, 30 chiếc lắc đeo tay nhỏ bằng vàng 18K nhiều kiểu dáng, mỗi chiếc nặng từ 1,5 đến 2,5 chỉ. Chiếc chất lắc đeo tay bằng vàng 4 số 9 kiểu bản, trọng lượng tương đương mỗi chiếc từ 2 đến 5 chỉ. Nhiều mặt dây chuyền bông tai đeo nhiều kiểu dáng bằng vàng 18K vàng 4 số 9. 4 bộ vòng xi men bằng vàng 18K gồm 5 chiếc một bộ, trọng lượng từ 4,5 đến 5 chỉ. Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị phòng cảnh sát hình sự, công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, công an các địa phương trong tỉnh, các cơ quan báo chí phối hợp truy tìm khi tìm thấy số lượng vàng trên cần thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng nam hoặc cơ quan công an các cấp gần nhất để được xử lý